Chào các bạn, đây là thành phẩm của món cá bống chiên giòn mình vừa mới làm xong đây. Cái phần cá bống chiên giòn này, khi mà các bạn chiên bằng cái cách này ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái phần cá bống nó rất là giòn. Nó giòn lắm. Và ở phía ngoài thì giòn. Đấy, còn ở phía trong thì các bạn sẽ vẫn nhìn thấy là nó có cái độ mềm của thịt này. Và độ giòn ở phía ngoài. Và làm sao để chúng ta làm được một món cá chiên giòn rất là ngon và đơn giản, sử dụng những cái mẹo rất là đơn giản để sơ chế cá không bị tanh và hết mùi tanh, thì mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm món cá bống chiên giòn này các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món cá bống chiên giòn các bạn nhé. Cá bống này là cá bống biển mình mua ở trong siêu thị, các bạn có thể vào đó để mua. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sơ chế cá các bạn nhé. Ở đây thì tất cả những cái phần cá mình đã sơ chế sạch hết rồi, mình để lại một con để làm hướng dẫn các bạn thôi. Các bạn sẽ đánh sạch vẩy và mổ cái phần ruột cá, bỏ hết cái phần ruột ra ngoài nhé. Và để ướp cái món này ngon thì các bạn sẽ sử dụng cho mình ở đây một muỗng cà phê bột nêm này, một muỗng cà phê tiêu và một muỗng cà phê bột ngọt, 3 gram dầu mè. Chỗ này cái phần cá này là 400 gram các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sơ chế nhé. Các bạn sẽ đánh sạch cái phần vỏ, cái phần vảy cá. Các bạn đánh ngược nhé, các bạn đánh ngược từ phía đuôi lên thì nó sẽ rất là dóc. Đấy, các bạn đánh ngược lên là được. Tiếp nữa này, sau đó thì các bạn sẽ dùng cái mũi dao, các bạn tách cái phần bụng này ra. Sau đó các bạn dùng cái mũi dao, các bạn lấy hết cái phần ruột ở phía trong ra như thế này. Như vậy là mình đã sơ chế xong cái phần cá rồi đấy. Đấy, rất là đơn giản đúng không các bạn? Nếu như các bạn không đánh phần vảy thì khi mà các bạn làm chiên giòn ấy, ăn nó sẽ rất là sắc. Đấy. Bây giờ thì các bạn sẽ sơ chế cá để cho phần cá nó hết tanh nhá. Cá biển thì thường sẽ rất là tanh. Các bạn sẽ cho cá vào một cái âu như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ thêm vào đây đó là rượu gừng nghệ. Các bạn rửa cá nó sẽ hết đi được cái mùi tanh. Hoặc là nếu như các bạn mà không muốn rửa ngay mà muốn nó khử được hết mùi tanh hoàn toàn thì các bạn ngâm trong nước rượu gừng này cho mình trong khoảng thời gian là từ 3 đến 5 phút nhé. Sau khi mà các bạn đã ngâm được 3 phút như thế này rồi thì bây giờ các bạn sẽ vớt ra để ráo nước, không cần rửa lại với nước lọc các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ ướp nhé. Các bạn sẽ cho tất cả những nguyên liệu mà chúng ta đã chuẩn bị vào để các bạn ướp. Dầu mè và trộn đều. Các bạn trộn đều, sau đó ướp trong khoảng thời gian là 20 phút để cho cá ngấm gia vị. Sau khi mà các bạn đã ướp cá được 20 phút rồi thì bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây đó là 70 gram bột bắp, 5 gram bột sư tử các bạn nhé. Các bạn sẽ cho ra một cái tô lớn hơn một chút và dùng phối lồng các bạn đánh đều hai cái bột này lên. Phần cá sau khi mà các bạn ướp xong thì các bạn sẽ cho sang một cái tô khác nó khô hơn nhé. Để khi mà các bạn sóc bột ấy, cái phần bột nó bám vào cá và nó không bị vón, không bị vón cục. Bởi vì khi mà chúng ta ướp thì chắc chắn là nó sẽ ra được cái phần nước ấy cùng với cá. Bây giờ thì các bạn sẽ rây bột nhé. Rây bột để các bạn rây từ từ. Sau đó thì các bạn sóc nhẹ phần cá lên.
Các bạn sóc đến khi mà các bạn thấy cái phần bột nó áo ở phía ngoài cá như thế này là được nhé. Bây giờ hãy chuẩn bị cho mình một chảo nhiều dầu một chút để chúng ta đem cá đi chiên giòn. Chiên cá hay là chiên khoai thì mình phải chiên nó nhiều dầu một chút nhá, thì cá nó mới có độ giòn và được vàng đều được. Sau khi mà các bạn thấy cái phần dầu nó đã nóng lên rồi thì các bạn sẽ cho cái phần cá vào đây để chiên nhé. Khi mà dầu sôi lên hẳn rồi thì mình mới cho cá vào để chiên. Thì các bạn sẽ thấy là cá không bị ngấm dầu và nó sẽ rất là giòn. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn chiên, các bạn thấy phần cá nó đã giòn và màu vàng rất là đẹp. Nếu như các bạn muốn màu đậm hơn thì các bạn để đậm hơn nhé. Còn nếu không thì màu như thế này thôi cũng đã là rất là đẹp rồi đấy. Và cá thì yên tâm là các bạn sẽ thấy là nó sẽ chín nhá, chứ nó không hụt sống được đâu đấy. Và với cái cách pha bột như thế này thì các bạn yên tâm là cá để cả ngày vẫn giòn, mình đảm bảo với các bạn luôn, các bạn để cả ngày nó vẫn giòn luôn ấy đó. Bây giờ thì các bạn sẽ vớt ra và để ráo dầu nhé. Cái bột bắp nó sẽ làm cho cái phần cá rất là giòn. Các bạn vớt ra hoặc là giấy thấm dầu cũng được để cho nó róc hết phần dầu đi, thì khi ăn các bạn ăn cái món cá chiên nó sẽ không bị ngấy. Các bạn chúc cái phần đầu cá xuống nhé để cho nó róc hết mỡ ra, để chảy mỡ ra được dễ hơn. Rất là giòn luôn. Món này các bạn chỉ cần chấm với tương ớt hoặc là mắm cay thôi là đã rất là tuyệt rồi. Và các bạn làm tương tự như vậy cho đến hết nhé. Đây các bạn ơi, phần cá sau khi mà các bạn chiên xong này, các bạn sẽ thấy nó rất là giòn, nó giòn cực luôn ý các bạn. Đây. Và với cái món này thì các bạn sẽ ăn nóng sẽ là ngon nhất. Đấy, các bạn thấy không? Phía ngoài thì giòn nhưng mà ở bên trong thì các bạn sẽ thấy là cái phần thịt cá nó vẫn giữ nguyên được cái độ độ ngọt này, độ ngọt của thịt. Nó không bị khô các bạn nhá, chỉ có phần ngoài phía ngoài là nó cực kỳ giòn thôi. Đấy. Và cái món này nếu như mà các bạn muốn để cả ngày mà nó vẫn được giòn ấy thì khi mà nó nguội hẳn, các bạn hãy sử dụng một cái hộp hộp đựng thức ăn ấy, sau đó thì các bạn sẽ nhớ là phải nguội hẳn nhá. Sau đó thì các bạn sẽ đậy nắp lại và yên tâm là nó vẫn giòn giống như các bạn bảo quản bim bim ấy. Là sau khi mà nó mình ăn xong mình không ăn nữa thì mình phải gói lại để nó tránh tiếp xúc với cái độ ẩm của môi trường nhiệt độ bên ngoài này này, thì nó sẽ làm cho cái phần cá nó bị mềm ấy. Đó. Rất là giòn và ngon. Vừa vặn nữa. Nếu như các bạn thích thì các bạn có thể chấm với cả mắm cay. Còn không thì chấm tương ớt các bạn nhé. Mình thì chấm tương ớt rất là ngon. Giòn ngon vô cùng luôn. Đó. Và đến đây thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.